Giám mục Úc gốc Việt lên tiếng về vụ Lộc Hưng, về vụ cưỡng chế đất đai tại khu vườn rau Lộc Hưng gần thành phố Hồ Chí Minh. Giám mục Úc gốc Việt Nguyễn Văn Long đã than vãn rằng có 112 căn nhà bị phá hủy. Chính quyền địa phương cho rằng những căn nhà này là xây dựng trái phép. Trong số đó, cũng có những ngôi nhà của nhà thờ dành cho người thu nhập thấp, sinh viên và cựu chiến binh khuyết tật và đã bị chính quyền phá hủy hoàn toàn từ ngày 4 đến 8 tháng Giêng đầu năm nay mà không có cảnh báo, hãng thông tấn UK News đưa tin. Trong một bức thư ngỏ gửi đến Bộ Ngoại giao Úc, Tòa Thánh Vatican, Tòa Đại sứ Việt Nam tại Úc và Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Giám mục Nguyễn Văn Long bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân và mô tả việc cưỡng chế đất đai là một hành vi quen thuộc của chính quyền Cộng sản kể từ cái gọi là thời kỳ đổi mới. Giám mục Long cũng là người đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình của các giám mục Úc, nhấn mạnh rằng tường thuật trên các phương tiện truyền thông của nhà nước Việt Nam không đúng với lời kể của các nạn nhân. Nhiều người đã bị sa vào tình trạng vô gia cư, không cửa, không nhà và phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các nhóm tôn giáo. Giám mục 58 tuổi này nói. Trong thư, ông chỉ trích rằng những việc cưỡng chế như tại Lộc Hưng thực sự là do những nhóm lợi ích muốn chiếm đoạt những khu đất đai có tiềm năng kinh tế mà bỏ qua cuộc sống của người dân nghèo. Ông kêu gọi chấm dứt tình trạng cưỡng chế đất đai bất hợp pháp, phải tiến hành đối thoại minh bạch với người dân. Đồng thời, ông kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội và tôn giáo trong ngoài nước đồng lên tiếng về việc này. Giám mục Nguyễn Văn Long sinh ra tại Việt Nam và là thuyền nhân vượt biển trốn khỏi đất nước Cộng sản vào năm 1979. Quý vị vừa nghe qua bài của Hiếu Bá Linh, Thời báo.de, qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 15 tháng Giêng năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.